Hello anh em Thanh Ô Tô Cũ đây. Rồi bữa nay em quay chia sẻ cho anh em con Ranger 209 số sàn biển 63C mà có gốc Sài Gòn nha. Xe màu đen, dáng cái tay em nhìn nó thể thao quá. Ai mà cần tìm bán tải mà chở hàng hóa đâu, đi tới đi lui nào gần đèo núi gãy đâu đó thì mình tham khảo chiếc này thử coi nha, như thế nào. Cái chất xe thì nói chung là chất xe 130 mấy ngàn, nhưng mà theo như em Thanh thì nó khoảng 200 ngàn rồi nha. Chủ xe em mua qua hai đời chủ rồi, thì đời chủ trước nhiều khi mua qua lại của salon cửa hàng thì người ta tua lại đồng hồ thì em không biết, nhưng mà bắt đầu về tay em thì em không có tua nha anh chị. Quay gần cho anh chị mình coi nè, lớp còn cũng dày nha, lớp này còn tương đối thôi, lớp này đi được ở dưới đồng bằng thôi chứ còn lên đồi núi đâu mình cũng phải thay cái bộ lớp mới. Đây nè, tắc bi nè, xe zin không lỗi nha, không lỗi, máy nổ cực kỳ. Để thử cho anh chị mình coi nha, số sàn à. Số sàn 209, bán xe này 245 triệu. Mấy con bán tải thì cái cửa sau này nó nhỏ, mở ra nó nhỏ lắm nha anh chị, mình lên ngồi nó ngồi cũng hơi khó chịu, cái hàng ghế phía sau nó không có được ngã ra thoải mái. Mà đổi lại cái cảm giác chạy thì gầm cao. Máy nổ đi mà, máy dầu nổ như vậy là tuyệt rồi. Về đổ dầu chạy nè, tại đang giao bán ở đây là giá là 255, em bớt cho anh chị mình còn 245 triệu. Còn một con Ranger đời 209, xe mua về là chạy thôi, không có sửa chữa gì nữa hết á. Thùng chở hàng phía sau nè, rồi anh em quan tâm thì mạnh dạn liên hệ qua cho em nha.